Ngay sau đây sẽ đọc lời kinh cáo. Kính sân anh linh tiên tổ đoàn tộc Việt Nam. Mùa xuân này, ngày giỗ tổ năm nay, con cháu họ Đoàn tụ về trong đạo hiếu, dâng nén tâm hương, dâng tấm lòng hiếu thảo. Và hôm nay, dưới bầu trời xanh thẳm, giữa không gian thờ phụng thiêng liêng, trang sách sử họ Đoàn xin được mở để dâng lên nguồn cội tổ tiên. Hai thập kỷ dụng công dựng từng trang sách sử thành mạch nguồn họ tộc hôm nay, bao tâm huyết hành trình, bao thử thách để nên trang đạo hiếu sớm xuân này. Vẻ vang họ tộc từng ghi danh sử sách các võ quan, thêm đầy nhánh sinh cảnh, quan văn cũng sáng danh trong vở sử vàng đất nước. Người họ Đoàn trong cộng đồng dân tộc thêm xứng danh là con cháu lạc hồng. Mạch nguồn chảy trong từng trang sách sử để cháu con muôn nhánh tìm về, sự họ Đoàn mở trang dâng lên ngày giỗ tổ, trong tâm khảm muôn người lòng đạo hiếu rưng rưng. Trang sách sử họ Đoàn đã kể về đạo nghĩa, bao người con họ Đoàn đã hy sinh thân mình vì tổ quốc non sông. Ngàn tấm gương đã lưu vào sách sử để truyền đời cho con cháu soi chung. Trang sách sử họ Đoàn đã kể về đạo hiếu, bao thế hệ họ Đoàn đã gìn giữ gia phong, tâm hiếu thảo hướng về tiên tổ để đời sau mãi mãi ghi ơn. Trang sách sử họ Đoàn đã kể về đạo học, bao người con họ Đoàn đã lưu nghiệp bút kiên, đã để lại những áng văn trên đá, tạc tâm mình để có một đức tin. Trang sách sử họ Đoàn kính dâng lên tiên tổ là tất lòng tất dạ của cháu con, nguyện nối tiếp trao truyền trang sử tập để họ Đoàn xứng đáng với non sông. Trang sách thiên theo mây bay khói tỏa gửi về miền biên viễn tổ tiên, con cháu đời tiếp đời nối mãi trang sách thiên theo lời dạy thánh hiền. Trong khói trầm ngát hương thơm tỏa, xin tổ tiên đón nhận lời dâng, trang sách sử họ Đoàn xin được mở, mong tổ tiên chứng giám đạo cháu con. Trong khói trầm ngát hương thơm tỏa, xin tổ tiên đón nhận từng trang, sử họ Đoàn đời tiếp đời nối mãi để làm nên trang sử huy hoàng, để xứng đáng với tổ tiên đi trước cùng chung vai xây đất nước mạnh giàu và làm gương cho con cháu mai sau. Những trang sử thiên ngay sau đây sẽ được dâng lên bàn thờ như tấm lòng thành kính của con cháu tập đoàn, kính dâng lên tổ tiên, dâng lên các bậc tiền nhân.